Một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh mang tên VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019, đó chính là hình ảnh của những cổ động viên cuồng nhiệt. Và trong lần đầu tiên mà giải đấu đến với tỉnh Quảng Nam, thì nơi đây cũng đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh vô cùng ấn tượng về những cổ động viên cuồng nhiệt như thế. Một chiếc nón kỳ lạ với những quả bóng bích cười. Một lá quốc kỳ được vẽ đầy tâm huyết. Và một tình cảm sâu đậm dành cho giải bóng chuyền đã in sâu vào trong tâm trí. Anh Đặng Hiệp Hòa đã không quản ngại công sức để tự tay chuẩn bị những dụng cụ cổ vũ cho VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2019. Nhưng thú vị hơn cả chính là một món quà dành cho giải đấu mà anh tâm đắc nhất. Em cắt kiểu tóc này trong vòng 3 tiếng. Em muốn tạo dấu ấn tại VTV Cup lần này. Em rất vui năm nay VTV Cup được tổ chức tại Quảng Nam, nơi em sinh ra. Mọi thứ đã sẵn sàng, giờ thì hãy cùng anh Hòa đến với VTV Cup. Nhà anh Hòa ở Quảng Nam, nhưng hiện tại anh lại đang làm việc tại Đà Nẵng. Nên những ngày diễn ra VTV Cup, để đến với nhà thi đấu, anh phải đi một quãng đường dài 65 km từ Đà Nẵng về Quảng Nam. Ấy thế nhưng, một ngày làm việc bận rộn, một chuyến đi dài bằng xe máy cũng không khiến anh cảm thấy vất vả bằng việc phải làm sao để vào được trong nhà thi đấu. Năm nay, khán giả từ những nơi xa đều đến với nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam để theo dõi giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2019. Vì thế nên, nếu không nhanh chân, anh Hòa có thể phải đứng ngoài trong tiếc nuối như hàng nghìn người khác. Em đã chứng kiến tại nhà thi đấu này rất là nhiều giải đấu khác nhau. Nhưng mà em rất ấn tượng với giải đấu VTV Cup 2019 lần này. Vì người hâm mộ của xứ Quảng rất thích giải VTV Cup. Điều đó đã khiến em cũng đã rất vất vả vào trong sân nhà thi đấu. Từ khi giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2019 khởi tranh, nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam chẳng khi nào có đủ chỗ cho những niềm đam mê. Chỉ như những giọt mồ hôi đầy phấn khích của anh Hòa như thế này, dường như cũng đã là quá đủ để chúng ta hiểu hết mọi niềm say mê. Ở nhà thi đấu này là em cảm thấy rất là vui. Và em rất cảm thấy là phấn khích khi đội tuyển Việt Nam luôn liên tục dẫn điểm. VTV Cup này là một giải rất là hấp dẫn và rất là mong các năm sau VTV sẽ vẫn tổ chức các giải đấu như thế này để phục vụ cho người hâm mộ. Những ngày tháng 8 nóng như đổ lửa tại Quảng Nam, anh Hòa và mọi người vẫn cổ vũ đến lạc giọng, đến ướt đẫm mồ hôi theo từng đường bóng. Nếu ai đó tò mò muốn hỏi VTV Cup ở Quảng Nam đang diễn ra như thế nào, thì chắc có lẽ những cảm xúc này sẽ có thể nói thay cho mọi lời hồi đáp.